Đây là hoa đậu biếc các bạn nhé. Sau khi mình ngắt cái phần hoa đậu biếc này về các bạn nhé, thì mình sẽ nói về tác dụng của hoa đậu biếc và cách sử dụng nó nhé. Hoa đậu biếc đặc trưng có màu tím, để các bạn nhìn thấy hoa mình ngắt trên cây vừa ngắt xong đấy ạ. Mang ý nghĩa thể hiện sự dịu dàng, duyên dáng và gần gũi với người nhìn các bạn nhé. Một số tên gọi khác là hoa mắt biếc hay là bông đậu biếc hay là hoa ngọc biếc các bạn ạ. Uống trà hoa đậu biếc cũng mỗi ngày sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe của bạn, như giảm cân, trị mất ngủ và trang trí cho món ăn hoặc là làm màu cho các món ăn các bạn, rất là đẹp mắt. Hoa đậu biếc có những tác dụng gì và khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ra nhiều tác dụng của hoa đậu biếc trong điều trị bệnh và sắc đẹp của con người các bạn nhé. Công dụng của hoa đậu biếc giúp giảm cân ạ, đó là cái tác dụng thứ nhất nhé. Hợp chất anthocyanin được biết đến là một trong những có tác dụng ngăn ngừa quá trình peroxy hóa lipid, từ đó giúp phòng tránh được hiện tượng như dư thừa chất béo, góp phần giữ lại cho chị em chúng ta được một thân hình chuẩn mong đợi các bạn ạ. Hợp chất có trong hoa đậu biếc có khả năng hỗ trợ quá trình trao đổi chất, đốt cháy lượng calori và từ đó giúp giảm lượng mỡ thừa hiệu quả nhanh chóng. Chị em không cần phải lo lắng tự ti vì thân hình sồ sệ hay là nhiều mỡ thừa nữa nhé. Tác dụng thứ hai đó là trị mất ngủ và an thần. Do căng thẳng chết dễ đến trầm cảm, dẫn đến tình trạng mất ngủ kéo dài, uống trà hoa đậu biếc trước khi ngủ 30 phút các bạn ạ. Đấy, thứ ba là ngăn ngừa lão hóa sớm, giúp làm đẹp da, đẹp tóc ạ các bạn ạ. Trong hoa đậu biếc có chứa chất flavonoid, là một chất có nhiều công dụng trong việc cải thiện sức khỏe nhé, và các tế bào ạ. Khi đi vào cơ thể, chất này sẽ giúp quá trình lưu thông máu diễn ra ổn định nhé, giúp bổ sung được đủ dưỡng chất cho tế bào và phòng tránh sự hình thành của các gốc tự do ạ. Đấy, rất là tốt như vậy ạ. Chất flavonoid và collagen enolatin ạ cũng giúp duy trì được sắc đẹp trẻ trung cho nữ giới. Lợi ích thứ tư mà hoa đậu biếc mang lại đó là ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Hoa đậu biếc được có đặc tính chống oxy hóa nhé, cao, giờ mang lại nhiều kết quả trong việc ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do, giúp bảo vệ sự tấn công của các tế bào ung thư trong cơ thể ạ. Lưu ý, khi sử dụng hoa đậu biếc có tác dụng ngăn ngừa phòng tránh chứ không có tác dụng điều trị chữa trị bệnh ung thư các bạn nhé. Việc sử dụng chỉ là phòng tránh ung thư thôi ạ. Lợi ích thứ năm là tốt cho tim mạch nhé. Các dưỡng chất có trong hoa đậu biếc giúp làm giảm chỉ số mỡ máu và làm giảm nồng độ cholesterol cho cao trong máu nhé, có tác dụng phòng tránh các bệnh lý về tim mạch như xơ vữa mạch máu hoặc tắc mạch máu, huyết khối não ạ, tai biến mạch máu não hay là nhồi máu cơ tim. Với lợi ích thứ sáu mà hoa đậu biếc mang lại đó là tăng cường miễn dịch. Hoa đậu biếc có chứa nhiều chất chống oxy hóa và hoạt chất anthocyanin ạ, có khả năng bảo vệ lipid và DNA nhé, khỏi các tổn thương, viêm nhiễm và giúp hỗ trợ quá trình sản xuất cytokine ạ, để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể ạ. Với lợi ích thứ bảy là tính kháng khuẩn, giảm lợi hạ sốt ạ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thành phần gliotin ạ có trong hoa đậu biếc còn có nhiều kết quả trong việc kháng lại một số vi khuẩn và được so sánh như hiệu quả như việc sử dụng các loại thuốc kháng viêm nhé.
Một nghiên cứu của hoa đậu biếc có công dụng giúp giảm đau, hạ sốt và rất hiệu quả nhanh chóng như bị sốt, giảm nhiệt khi cơ thể quá nóng hoặc hạ cơn sốt các bạn nhé. Với lợi ích thứ 8 là giúp kiểm soát được lượng đường huyết. Người mắc bệnh tiểu đường sử dụng hoa đậu biếc là một phương pháp giải pháp rất là hiệu quả giúp giảm lượng đường huyết và ổn định lượng đường nhé, phòng tránh một số biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường ạ. Lợi ích thứ 9 là cải thiện hệ thị lực và ngăn ngừa bệnh về mắt. Uống trà đậu biếc tối thiểu vào một tuần nhé, sẽ giúp cải thiện được thị lực của chúng ta, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt, thoái hóa điểm vàng hay tổn thương võng mạc, đục thủy tinh thể hay là tăng nhãn áp của mắt nhé, hay là chúng bị chúng quáng gà rất là tốt ạ. Và lợi ích thứ 10 mà hoa đậu biếc mang lại đó là tăng cường trí não, cải thiện trí nhớ các bạn ạ. Hoa đậu biếc mà quá trình lưu thông máu lên não cũng trở lên ổn định ạ, đều đặn hơn. Điều này sẽ giúp tăng cường máu lên não, giúp duy trì và cải thiện trí nhớ một cách rất là hiệu quả. Thứ 11 là bảo vệ chức năng gan thận, giúp giải độc và bảo vệ chức năng gan thận ạ. Để cho thận của chúng ta khỏe hơn và gan sẽ không bị tổn thương nhé. Và lợi ích thứ 12 đó là hỗ trợ điều trị dạ dày, chiết xuất của hoa đậu biếc và chỉ số do loét dạ dày ạ. Mức vừa đẹp mắt và vừa tốt cho sức khỏe sẽ làm cho chúng thông số pH đấy và lượng axit trong dạ dày sẽ giảm đi đáng kể các bạn ạ. Làm màu cho thực phẩm ăn uống như thạch rau câu hay sữa chua hoặc sinh tố, hoặc các bạn có thể uống trà đậu biếc hoặc xôi hay bánh hoặc mứt nhé. Vừa đẹp mắt lại vừa tốt cho sức khỏe, cho nên chúng ta có thể dùng hoa đậu biếc trong ẩm thực cũng rất là hiệu quả. Nếu các bạn dùng trà hoa đậu biếc thì các bạn chỉ dùng cho mình hoa đậu biếc mà tươi hoặc khô các bạn nhé, với mật ong, hoặc các bạn có thể dùng với đường phèn và nữa, khi chúng ta đun vào nước ấm là chúng ta sẽ có trà hoa đậu biếc ạ. Như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn tác dụng và lợi ích của hoa đậu biếc đối với sức khỏe mà chúng ta cần biết ạ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.